Rồi mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Mình đang ở ngoài cái bụi bông đậu biếc. Cái bụi bông đậu biếc này thì bây giờ nó rất là to rồi. Nó đã phát triển giống như là vượt khỏi cái tầm kiểm soát luôn. Ở đây là nó bắt đầu nó ra bông rồi, bắt đầu nó ra trái nè. Bây giờ cái nhánh bên kia nó leo qua cái chôm chôm luôn rồi, mình chắc phải cắt bớt dây nữa. Nay dịch em nấu cua. Tưởng đâu về dịch nấu nấu lẩu cua. Dịch nấu lẩu cua. Dịch kho gừng mà có xả nữa hả? Ui, gừng mà em bỏ xả nữa nó có bán mùi không cha? Không, thơm lắm. Chứ nó còn mùi gừng hay là nó còn mùi xả? Hay là còn cả hai? Còn cả hai, vừa thơm gừng vừa thơm xả. Rồi bỏ tỏi vô thơm mùi tỏi nữa hả? Tỏi thì phi. Phi tỏi cho thơm, bạn xào được nè. Rồi giờ mình xào gừng xả xong rồi mình xào vịt cho nó săn săn, nêm nếm miếng gia vị nha. Nước màu nữa. Đây là kho mình phải có nước màu. Giờ chị hai đâm cua. Để giờ mình đi kiếm rau vô nấu canh ăn. Đâu cái thuốc dồi đâu em chỉ coi. Bây giờ mọc cái trời lên á, tốt dữ nè. Ừ.
cháo bự đi hồi bỏ vô trong cái nồi lại. Ôi dịch của mình nó sắp mềm rồi đây. Dịch kho gừng xả. Mới thấy thằng Đạt nó mới kho gừng, dịch kho gừng thèm quá. Rồi, nhắc ra luôn. Em bé Quyên bế cơm nha. Thôi đủ rồi con, dư chén rồi. Dư rồi, con biết. Ba xào gì á, đậu gồng hôm qua. Bới hết rồi con. Rồi, ăn cơm. Quá. Cái gì hết cờ mày, mày cái gì mà hết cờ cơm. Hai bác ba đang ngồi trước làm đạo. Hôm nay còn dư rau muống. Một bà chẹt. Ông ấy nó ôm bà chẹt quá. Đúng rồi, nó kiếm cái tô đó mà. Đây, có đó thì lẩu. Có tưởng nó ngon. À, đúng không dạ. Mấy con cơm ngon. Tô. Con cơm ở phái là bụng kiếm vậy. Dạ, ông cơm này. Dạ, gì? Đâu quá? Ừ. Đâu quá? Đâu quá? Đâu quá? Đâu quá? Đâu quá? Đâu quá? Ngon. Hai cự. Ăn miếng gừng ấy hơn gừng, ăn miếng xả thì hơn xả. Ăn miếng vịt thì hơn vịt. Ăn miếng cua. Đèn ngủ đi, con đèn ngủ, con đèn ngủ. Ăn ơi, ăn tắt đèn đi ngủ à. Em không ăn tắt đèn đi ngủ. Cơm nữa không ai? Ủa, cho
Sầu riêng bữa hôm cho ăn trái rồi, ăn hết trái rồi kéo quẩn. Quá ngon luôn, sầu riêng nghịch mùa nha. Sầu riêng nghịch mùa quá ngon luôn. Đúng rồi, sầu riêng nè, trong trắng tươi nè. Sầu riêng vườn đúng luôn nè. Mà vỏ này nó dày ha. Sầu riêng riêng vườn chính hiệu của chủ vườn cho, đâu thế nào chối bỏ được. Đây còn một muối nữa nè các bạn ơi. Cho ông hai ăn đi. Cái này mềm mềm ăn được nè. Quá đã luôn. Cục đây. Không. Bác hai không ăn hết đây sầu riêng. Mắm mắm bác hai không ăn bởi vì sầu riêng bác hai đâu có ăn. Đúng không? Thơm lắm, ngọt lắm. Không chịu ăn. Bác hai không ăn. Bác hai không ăn, con ăn. Nhìn hấp dẫn nhưng mà bác hai không ăn. Nè, ăn đi. Đút cho mình. Bác hai không ăn, con ăn. Đút cho miệng. Không quay phim rồi đó. Ba ăn ba. Quay ngủ à? Ngủ. Ừ. Việc con ngon. Sao cái giữa nó ngọt còn dữ rồi ta? Ngọt quá. Quá trời ngọt luôn. Thơm, béo. Ngọt. Ngọt quá ăn. Cái này chính tiện. Cái này đàn không? Ông bà ăn cho ăn sầu riêng nè. Quá ngon. Chị hai ơi. Không biết cầm tá tròn bên giường chứ. Đó, ông bà ăn đó. Nghe mùi. Nghe mùi. Ngon quá. Nè trời, mẹ gáo quá ha. Không nhận sầu riêng này ngon thiệt. Ngon không? Khi mà bác hai em chưa ăn. Không. Không hả ăn? Không. Nếu mà bác ba rồi. Bà không về. Em biết không? Không. Đúng hả? Không. Có ba về không? Xỉn thì về. Sầu riêng giòn cái này là biết ngon phải dễ. Sao bác hai chỉ con rồi? Hả? Chỉ con phân biệt rồi. Không phân biệt gì sầu riêng. Ủa, con biết không, nhiều khi cái vỏ gì ở trong cái nếp. Đúng rồi. Ăn khỏi đáng một tiền. Rồi, ngon quá. Ngon không? Ngon quá. Ngon rồi, cái tiền 10 ngàn. 10 ngàn, 10 ngàn rẻ lắm bác ơi. Thắng nó còn biết không biết.